Cần siết chỉnh lực đến từ thương hiệu Whirlpool với hai dãy lực từ 5 cho đến 25 Newton nhân mét và 10 cho đến 60 Newton nhân mét sẽ cực kỳ phù hợp với những anh em nào thường xuyên canh các dãy lực của các đai ốc bu lông, đặc biệt là đốc của đầu lòng xe máy. Và đây là hai cái cần siết chỉnh lực đến từ thương hiệu Whirlpool và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em. Ở bên tay trái của anh em đây là cần chuẩn 1/4 inch được thiết kế cái màu rất là đặc trưng đến từ thương hiệu Whirlpool. Và với những anh em nào mà chưa biết thì Whirlpool là một thương hiệu con của Toto nha anh em. Nó cũng sản xuất cùng với một dây chuyền của Toto luôn. Đây, có một cái chữ Whirlpool như thế này. Và cái màu sắc thì rất là đặc trưng, màu xanh dương và màu cam. Chuẩn 1/4 hay là chuẩn 3/8 inch đều cũng sẽ có một cái giấy chứng nhận cung cấp đến cho anh em là những cái thông số và độ sai lệch của cái cần siết tự động này. Và cái cần siết này thì nó sẽ có độ sai số là 0 + 0.5% nha anh em. Và ở dưới này sẽ có một số ghi chú. Thì với cái ghi chú này thì nếu như mà dịch về tiếng Việt thì anh em sẽ hiểu là cái phần cần siết chỉnh lực này á có đạt được tiêu chuẩn là ISO 6789, thì một trong những cái tiêu chuẩn mà của những cần siết chỉnh lực đều cần để đáp ứng vào nhu cầu làm việc của anh em về những cái độ chính xác cũng như là đạt theo tiêu chuẩn là GB-T15729 và tiêu chuẩn ASME. Chuẩn ASME này sẽ là chuẩn về các cơ khí nha anh em, về các loại mà thép ống cơ khí á thì sẽ đạt tiêu chuẩn như thế này. Và ở dưới này sẽ có thêm một cái dòng rất là quan trọng, đó chính là sẽ bên hãng họ sẽ khuyến cáo anh em sẽ sử dụng cái cần siết này trong vòng 12 tháng hoặc là với 5.000 lần để khi mà anh em siết thì anh em sẽ cần kiểm tra lại về cái độ chính xác hoặc là anh em đổi một cái cần mới để anh em sử dụng cho cung cấp về cái độ chính xác của anh em được chất lượng hơn. Có thể chuẩn 1/2 là chuẩn thông dụng mà anh em thường hay sử dụng trên các dòng máy siết bu lông hoặc là những cái dòng đầu khẩu như thế này. Chuẩn này sẽ là chuẩn 1/2 nha anh em. Nhưng về hai cái cần siết lực này với dãy lực từ 5 cho đến 25 Newton nhân mét cho cái chuẩn 1/4 inch như thế này thì cái đầu khẩu của nó sẽ là chuẩn 1/4 inch. Thì về chuẩn này thì mình cũng đã giới thiệu với anh em nhiều lần rồi. 1/4 có nghĩa là 1/4 của 1 inch nha anh em. Đây, thì chuẩn này là chuẩn 1/4 inch. Và đây là cái cần siết 3/8 inch. Thì với đầu 3/8 inch thì cái đầu của nó sẽ to hơn 1/4 một tí. Thì nếu như mà anh em muốn sử dụng những cái đầu tiếp mà chuẩn 1/2 inch như thế này thì anh em phải xài một cái adapter chuyển, một cái tiếp chuyển như thế này. Thì với cái tiếp chuyển này hiện tại mình đang cầm trên tay là cái tiếp chuyển 3/8 inch, nên khi mà anh em gắn vào đây, đây anh em gắn vào đây rồi sau đó anh em mới gắn được vào những cái đầu tiếp chuẩn 1/2 inch như thế này để anh em sử dụng đó. Còn nếu như mà anh em muốn gắn trực tiếp vô luôn thì anh em phải sử dụng những cái đầu khẩu như là của cái cây cần 3/8 này, anh em phải sử dụng chuẩn đầu khẩu là 3/8. Còn nếu như mà anh em muốn sử dụng của 1/4 thì anh em sẽ sử dụng tiếp là tiếp 1/4. Thì cái tiếp 1/4 nó còn thông dụng hơn so với tiếp 3/8 này. Nên nếu như mà anh em muốn sử dụng cái tiếp 3/8 thì anh em cần, đa phần là anh em cần phải chuyển qua một cái đầu chuyển như thế này nha. Rồi, về cách sử dụng thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Thay vì những cái cần siết tự động khác thì ở phần đuôi này dưới đây nó sẽ có một cái con đai ốc để cho anh em có thể siết lại. Nhưng với cái cần thiết kế của Whirlpool như thế này sẽ là cần điều chỉnh rất là nhanh luôn, khóa này khóa nhanh. Như em thấy ở đây, phần này nó đang có một cái dãy số trên này. Mỗi dãy số này cũng tương đương với lại cái lực Newton nha anh em. Và anh em xem ở trên cái phần thân như thế này nè. Ví dụ như bây giờ mình đang chỉnh ở đây, nó đang là từ 10 và tối đa sẽ là 60 Newton nhân mét. Thì phần này đang là ở số 0. Thì khi mà anh em muốn vặn lên, anh em chỉ cần gặp cái phần màu cam này xuống, anh em đưa lên. Và khi mà hết hành trình của cái phần quay này thì nó sẽ lên được tối đa cho anh em thêm được. Bây giờ ví dụ như mình đang chỉnh lên đây là số 0 tiếp. Thì ở vạch số 0 này nó đang nằm ngang với lại cái vạch ở dưới này nè, là cái vạch 15. Thì ở dưới này nó sẽ đang chuyển lên đây là số 15. Thì hiện tại là mình đang chuyển lên là 15 Newton nhân mét. Còn anh em muốn chuyển lên nữa thì anh em chỉ cần cộng lên thôi. Ví dụ như ở đây là mình đang chuyển lên ở đây là cộng số 1. Nó sẽ là 16 Newton nhân mét nha anh em. Và cũng như là tùy theo công việc của anh em và cũng như là các kích thước đai ốc của anh em mà anh em lựa chọn cái dãy lực cho nó phù hợp. Và cách để nhận biết như thế nào khi mà anh em siết vào nó đủ cái dãy lực thì mình sẽ hướng dẫn ngay cho anh em luôn đây. Rồi, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái con đai ốc bu lông như thế này và mình cũng đã gắn sẵn các loại tiếp vào luôn. Thì để sử dụng thì ở đây mình đang điều chỉnh ở đây là dãy lực 10 Newton nhân mét nha anh em. 10 Newton nhân mét. Thì bây giờ anh em chỉ cần vặn như thế này. Thì nếu như mà cây này anh em siết thì nó cũng là một cây cần siết tự động luôn. Đây, thì bây giờ hơi cứng tay này nè. Anh em sẽ siết cho đến khi nào nghe một cái tiếng cạch như thế này.
Đây, để cứng tay rồi, lực Newton 10 Newton nhân mét thì nó không quá lớn nha anh em. Thì nó kêu như thế này. Là dãy lực của nó đã tới rồi. Thì để điều chỉnh một cái dãy lực cao hơn thì mình sẽ chỉnh lực cao hơn. Thì với những cái dãy lực cao hơn một tí nó sẽ không có chênh nhau quá nhiều đâu, nên mình cũng sẽ điều chỉnh một cái dãy lực nó cao tương đối, ví dụ như là ở đây mình xoay lên tới đây là 30 Newton nhân mét. Đây còn này ở đây là số 00 và ở bên này sẽ là số 30, cái mũi tên nó đang chuyển lên đây là 30. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đây mình ship để anh em nghe cái tiếng mà lúc mà nó báo nghe cái cạch một cái á thì nó sẽ có cái tiếng lớn hơn nha anh em. Đây anh em thấy nè, và dãy lực Newton càng lớn thì cái tiếng và cũng như là cái phần mà nặng tay khi mà anh em thao tác nó cũng sẽ lớn theo luôn. Vậy nên thì đây là cái cách để cho anh em có thể sử dụng với anh em cân chỉnh hoặc là anh em cần xem những cái đai ốc của mình là nó là dãy lực bao nhiêu với cái cần siết tự động và cũng như là đảo chiều và chỉnh được lực đến từ thương hiệu Wofo. Hiện tại thì đang có sẵn hai chuẩn, anh em có thể đặt mua ở bên góc bên tay trái của video nha.